chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Phiên hòa giải, vụ tranh chấp di sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, rất đông YouTuber, TikToker tụ tập. Sáng 14 tháng 11, Tòa án Nhân dân TP.HCM tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận chứng cứ và hòa giải trong vụ tranh chấp thừa kế tài sản và đòi lại nhà cho ở nhờ liên quan đến di sản của ông Võ Văn Ngoan, cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Vụ tranh chấp thừa kế tài sản và quyền sở hữu nhà của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thu hút sự quan tâm của nhiều người dân và các cộng đồng mạng, đặc biệt là từ các YouTuber và TikToker. Những người này thường xuyên theo dõi, bình luận và đưa ra những nhận định về vụ kiện, qua đó tạo ra những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Một số YouTuber chuyên về các chủ đề pháp lý hoặc showbiz đã làm những video phân tích chi tiết về vụ kiện, trong khi những TikToker lại tạo ra các video ngắn phản ánh sự kiện dưới góc nhìn cá nhân. Một số YouTuber và TikToker còn khơi gợi các cuộc tranh luận về những vấn đề lớn hơn như quyền thừa kế, quyền lợi tài sản và những tranh cãi trong gia đình của các nghệ sĩ nổi tiếng. Trước đó, vào ngày 8 tháng 7, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tổ chức buổi hòa giải giữa bà Võ Thị Hồng Nhung, em ruột cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nguyên đơn, và bà Võ Thị Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, bị đơn, cùng các bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tại buổi hòa giải, nguyên đơn đã yêu cầu giám định chữ ký của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh trên văn bản giao nhận con nuôi ngày 21 tháng 3 năm 1992 và sổ cấp giấy giao nhận nuôi con nuôi ngày 2 tháng 1 năm 1992. Theo yêu cầu từ Tòa án Nhân dân TP.HCM, Phân viện Khoa học Hình sự đã tiến hành giám định chữ ký trên các tài liệu liên quan đến việc nhận nuôi con. Mẫu giám định bao gồm văn tự mua bán nhà, giấy báo thay đổi nơi thường trú và hồ sơ cá nhân xin xét tặng danh hiệu, bản photocopy. Kết quả giám định cho thấy, chữ ký trong hồ sơ cá nhân là bản photocopy nên không đủ tiêu chuẩn so sánh. Đồng thời, chữ ký trên văn tự mua bán nhà và giấy báo thay đổi nơi thường trú thiếu đặc điểm cá biệt ổn định, khiến việc xác nhận chữ ký trong các tài liệu liên quan đến việc nuôi con nuôi có thuộc cùng một người ký hay không trở nên bất khả thi. Trong vụ tranh chấp thừa kế tài sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, một diễn biến quan trọng vừa xảy ra. Các cơ quan chức năng đã tiến hành giám định chữ ký của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nhưng kết quả không thể xác nhận được chữ ký này. Vậy, ca sĩ Hồng Phượng, người đang là một trong các bên liên quan, cần phải làm gì tiếp theo? Những rắc rối pháp lý này không chỉ đặt ra thách thức lớn cho Hồng Phượng, mà còn là bài toán phức tạp về cách thức giải quyết vụ tranh chấp di sản. Trong bối cảnh này, các bên cần phải nhanh chóng hành động để bảo vệ quyền lợi của mình. Và đặc biệt, ca sĩ Hồng Phượng đang đứng trước lựa chọn quan trọng. Liệu có nên yêu cầu giám định lại hay tìm phương án pháp lý khác để giải quyết vụ việc? Câu chuyện bắt nguồn từ một vụ tranh chấp di sản liên quan đến ông Võ Văn Ngoan, cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, trong đó có cả việc đòi lại nhà ở và những tranh cãi về tài sản thừa kế. Viện Khoa học Hình sự đã tiến hành giám định chữ ký của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nhưng kết quả cho thấy bản sao chữ ký do nghệ sĩ Hồng Nhung, em gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cung cấp, không có đủ đặc điểm đặc trưng để xác định chữ ký đó có phải là của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hay không. Hơn nữa, chữ ký trong các tài liệu như giấy giao nhận việc nuôi con nuôi và sổ cấp giấy nuôi con nuôi lại không khớp với chữ ký của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh trên các tài liệu mẫu. Giờ đây câu hỏi lớn đặt ra là, nếu chữ ký của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh không thể giám định được, thì giấy khai sinh của bà Võ Thị Hồng Loan, con nuôi của ông, liệu có còn giá trị pháp lý hay không? Với tình hình hiện tại, ca sĩ Hồng Phượng cần phải đối mặt với một thách thức lớn. Trước mắt, phía Hồng Phượng có thể yêu cầu một cuộc giám định lại hoặc đưa ra các chứng cứ bổ sung để làm rõ tính hợp pháp của các tài liệu liên quan. Nếu không, có thể phải tìm các phương án pháp lý khác để bảo vệ quyền lợi của mình trong vụ tranh chấp này. Việc thiếu sự giám định chính xác chữ ký của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sẽ là một trở ngại lớn trong việc giải quyết tranh chấp di sản, đòi lại tài sản và nhà cửa liên quan đến gia đình ông. Giấy khai sinh, về mặt pháp lý, là một bằng chứng xác thực và không thể thiếu để chứng minh sự ra đời của một cá nhân. Nó ghi rõ thông tin cơ bản như tên, ngày sinh, nơi sinh và thông tin về cha mẹ. Tuy nhiên, trong vụ việc liên quan đến bà Võ Thị Hồng Loan, câu hỏi đặt ra là liệu chữ ký của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh có ảnh hưởng đến tính hợp pháp của giấy khai sinh của bà hay không?
Theo các quy định pháp lý, nếu giấy khai sinh của bà Hồng Loan được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền và tuân thủ đúng quy trình, thì chữ ký của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh không phải yếu tố quyết định duy nhất về giá trị pháp lý của nó. Việc giám định chữ ký của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh do Viện Khoa học Hình sự thực hiện chỉ xác nhận rằng không thể kết luận chữ ký trong các tài liệu giao nhận việc nuôi con nuôi có phải của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hay không, nhưng không đưa ra kết luận khẳng định chữ ký của ông trên giấy khai sinh của bà Hồng Loan là giả mạo. Điều này có nghĩa là nếu không có đủ chứng cứ để khẳng định chữ ký của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là giả, giấy khai sinh của bà Hồng Loan vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý của nó. Mặc dù kết quả giám định chữ ký chưa thể đưa ra kết luận rõ ràng, nhưng tính hợp pháp của giấy khai sinh không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi vấn đề này, miễn là các thủ tục cấp giấy khai sinh đã được thực hiện đúng quy định. Để xác định liệu chữ ký trên giấy khai sinh của bà Hồng Loan có phải của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hay không, cách chính xác và hiệu quả nhất chính là tiến hành giám định chữ ký. Phương pháp này dựa vào các kỹ thuật khoa học và nghiệp vụ chuyên ngành, sử dụng máy móc hiện đại, đảm bảo độ chính xác cao trong việc so sánh và nhận diện chữ ký. Ngoài việc giám định, một yếu tố quan trọng khác là giấy khai sinh của bà Hồng Loan nếu được cấp bởi một cơ quan hộ tịch hợp pháp như Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường, thì cơ quan này có thể cung cấp các thông tin bổ sung để xác minh tính hợp pháp của chữ ký. Việc kiểm tra các dữ liệu từ cơ quan cấp giấy khai sinh là một bước không thể thiếu trong quá trình xác minh. Em gái và con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nói gì tại phiên tòa hòa giải? Trước đó, tại phiên tòa hòa giải diễn ra vào ngày 8 tháng 7, vụ tranh chấp thừa kế tài sản và đòi nhà ở nhờ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã thu hút sự chú ý với những phát biểu căng thẳng từ các bên liên quan. Phiên tòa do Tòa án Nhân dân TP.HCM mở với sự có mặt của bà Võ Thị Hồng Nhung, em gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và bà Võ Thị Hồng Loan, con gái của cố nghệ sĩ cùng các bên liên quan khác, bao gồm bà Lê Thị Hồng Phượng, cháu gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và nhiều nhân chứng, cơ quan như Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận. Bà Hồng Nhung, nguyên đơn trong vụ kiện, không chỉ yêu cầu giải quyết tranh chấp về tài sản mà còn yêu cầu tòa án tuyên tước quyền làm con nuôi của bà Hồng Loan. Bà Nhung cáo buộc rằng các giấy tờ liên quan đến việc nuôi con nuôi của bà Loan, bao gồm giấy giao nhận việc nuôi con nuôi và giấy khai sinh do Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận cấp là giả mạo. Đây là một yêu cầu nghiêm trọng nhằm phủ nhận tư cách con gái hợp pháp của bà Hồng Loan đối với cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Phản ứng trước cáo buộc của bà Nhung, bà Hồng Loan, bị đơn trong vụ án, giữ vững lập trường của mình. Bà khẳng định đã cung cấp đầy đủ tài liệu và chứng cứ chứng minh mình là con hợp pháp của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và có quyền thừa kế tài sản của ông. Đồng thời, bà yêu cầu tòa án không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn và đồng ý với yêu cầu phản tố, yêu cầu bà Nhung và bà Phượng di rời toàn bộ tài sản ra khỏi căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm mà bà Loan coi là tài sản hợp pháp của mình. Đại diện Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận cũng có mặt tại phiên tòa và xác nhận rằng tất cả các thủ tục cấp giấy tờ nhân thân cho bà Hồng Loan đã được thực hiện đúng quy trình và hợp lệ. Văn phòng công chứng cũng làm rõ rằng các thủ tục công chứng liên quan đã được thực hiện đúng theo quy định pháp luật. Phiên hòa giải kéo dài cho đến khoảng 10 giờ 30, kết thúc sau khi các bên ký vào biên bản hòa giải. Tuy nhiên, những tranh cãi vẫn chưa có hồi kết và vụ án chắc chắn sẽ tiếp tục với những diễn biến căng thẳng trong các phiên tòa tiếp theo. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.